2 năm trở lại đây, nhờ ứng dụng phần mềm mạng xã hội Zalo tạo nhóm kết nối toàn dân, bình yên cuộc sống, người dân huyện Đất Đỏ đã có thể dễ dàng trao đổi, cung cấp cho nhau thông tin liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đây là mô hình được Công an huyện Đất Đỏ triển khai, quản lý và thực sự phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chỉ cần có chiếc điện thoại thông minh và kết nối Internet, người dân ở các tổ thôn ấp trên địa bàn huyện Đất Đỏ đều có thể truy cập theo dõi thông tin và kịp thời thông báo các tin tức về an ninh trật tự cho lực lượng công an huyện. Dạ, tôi thấy là cái việc cài đặt cái rất là hữu ích. Lại thông tin này giúp cho chúng tôi được hiểu biết hơn, giúp người dân chúng tôi nâng cao tinh thần cảnh giác và cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự tốt hơn. Tận tụy đến tận nhà người dân tuyên truyền, hướng dẫn kết nối ứng dụng vào nhóm Zalo. Công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đất Đỏ còn trực tiếp hướng dẫn về nhóm ứng dụng này khi người dân đến cơ quan công an làm việc. Tôi cũng lướt qua vài phút rồi tôi thấy là rất là hữu ích cho cuộc sống và tôi cũng có thể là liên lạc với công an được dễ dàng, rất là dễ dàng. Trong hơn 2 năm qua, 40 nhóm Zalo ở 40 thôn ấp khu phố đã kết nối đến hơn 10.000 thành viên trên toàn huyện. Trong 1.500 lượt thông tin tuyên truyền về phòng chống tội phạm đã được chuyển tải đến các thành viên trong nhóm. Trong cái thời gian qua, thì việc sử dụng các nhóm Zalo này thì cũng đã đem lại một số cái hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống tội phạm. Là người dân cũng đã là tin tưởng và thông tin đến lực lượng công an xã trên các nhóm Zalo về cái vấn đề an ninh trật tự, báo được rất là nhiều tin, đặc biệt là các tin về trộm cắp tài sản, tin tức về các cái vụ mà gây rối an ninh trật tự. Khi mà người dân báo tin thì chỗ đồng chí mà phụ trách cái nhóm đó là đồng chí trưởng nhóm sẽ trực tiếp mà tiếp nhận tin nhắn và báo lại với ban chỉ huy công an xã, và ban chỉ huy công an xã từ đó sẽ chỉ đạo lực lượng và xuống địa bàn chỗ mà người dân báo tin và giải quyết kịp thời. Để xây dựng và nhân rộng nhóm Zalo kết nối toàn dân, bình yên cuộc sống, Công an huyện Đất Đỏ chỉ đạo công an các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người dân quan tâm theo dõi thông tin trên Zalo, đồng thời tiếp tục xây dựng các nhóm liên kết giữa công an xã thị trấn đến các ấp, tổ dân cư, từng hộ gia đình. Bây giờ nhờ cái nhóm đó, cái thông tin đó là cập nhật cũng rất là lệ, chứ người ta cũng không có là giấu gì nữa, khi có là ta báo liền, nên thành là bây giờ cái cập nhật của cái nhóm Zalo thì bây giờ là trên cái địa bàn ấp có cái việc gì thì người ta cũng báo nhanh cho công an và cho cái nhóm. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đất Đỏ đã chủ động đăng tải chia sẻ hơn 50 bài, gần 2.000 lượt tin tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và cả phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phối hợp công an các xã thị trấn chia sẻ 142 bài viết với gần 4.000 lượt tin tuyên truyền. Thành viên trong các nhóm cũng cung cấp cho công an các xã thị trấn gần 500 tin báo liên quan an ninh trật tự hoặc những kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền xử lý của lực lượng công an, hoặc tin báo tội phạm, những sự việc, đối tượng có dấu hiệu bất thường, hoặc hỗ trợ tìm kiếm người thân đi lạc, nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông, tìm kiếm giấy tờ bị đánh rơi. Hiện nay kênh thông tin Zalo kết nối toàn dân là một trong những cái kênh mà phản ánh rất là nhanh. Khi mà có vụ việc xảy ra hoặc là có thông tin về đối tượng là người dân kịp thời phản ánh, kể cả hình ảnh và video rất là sinh động để chúng tôi có thể là kịp thời ghi nhận được những đặc điểm hoặc là phương thức thủ đoạn hoạt động hiện hành của đối tượng để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý. Với tính năng chuyển nhận thông tin cùng lúc với nhiều người, mô hình ứng dụng Zalo kết nối toàn dân, bình yên cuộc sống đã và đang được công an các xã thị trấn huyện Đất Đỏ khai thác, phát huy tối đa, trở thành công cụ đắc lực trong thông tin tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, các phương thức thủ đoạn của tội phạm, truy nã, truy tìm tội phạm. Hiệu quả từ mô hình, sự kết nối giữa người dân với lực lượng công an cũng ngày càng xây đắp thêm niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào lực lượng công an, càng phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong chung tay giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Đất Đỏ.